Xin chào các bạn. Hôm nay, Vua Xe sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chiếc siêu bán tải Ford Ranger Wildtrak hoàn toàn mới. Hiện tại, Ford Ranger Wildtrak có tất cả là 5 màu, bao gồm màu đen, màu trắng, màu bạc, màu xám và màu đỏ cam. Ford Ranger Wildtrak hiện tại có tất cả 2 phiên bản. Một là Ranger Wildtrak 2.0 lít 4x4 AT số tự động, máy dầu, 2 cầu, có giá niêm yết là 918 triệu và hiện tại chúng tôi đang giảm giá 55 triệu đồng tiền mặt. Giá bán cụ thể cho cái phiên bản 2 cầu là 863 triệu đồng. Ngoài ra chúng tôi còn tặng bộ phụ kiện như dán phim, trải sàn, camera hành trình. Bản thứ hai chính là chiếc Ford Ranger Wildtrak 2.0 lít 4x2 số tự động, 1 cầu, máy dầu và có giá niêm yết là 853 triệu và hiện tại chúng tôi đang giảm giá đến 50 triệu đồng tiền mặt và giá bán cụ thể là 803 triệu, cũng có các màu như màu trắng, màu đen, màu xám, màu bạc và màu đỏ cam. Chúng tôi cũng tặng phụ kiện là dán phim, trải sàn, camera hành trình. Hiện tại các bạn chỉ cần 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì các bạn có thể sở hữu em nó, vì chúng tôi có thể hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho bạn lên đến 80% giá trị xe ở khu vực miền Bắc, khu vực toàn thành phố Hà Nội. Các bạn mua xe, muốn sở hữu xe có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng, về giá cả, về lái thử và cảm nhận xe. Chiếc Ford Ranger Wildtrak được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích. Đầu tiên phải kể đến khối động cơ 2.0 lít biturbo tăng áp kép. Động cơ 2.0 cho công suất của nó là 213 mã lực, tương đương với lại động cơ 3.2 đến 3.5 động cơ thường. Đi kèm với động cơ 2.0 lít sẽ là hộp số tự động 10 cấp, một trong những hộp số rất là tiên tiến hiện đại của Ford, cho trải nghiệm êm ái, mượt mà và tăng tốc tốt. Ngoài ra là một trong những cái tính năng hoàn toàn mới dành cho cái dòng siêu bán tải, đó chính là chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động start stop, một trong những cái nút tính năng thông minh và tiện ích các bạn lên xe chỉ cần đạp phanh và đề nổ. Là một trong những cái dòng siêu bán tải, Ford Ranger Wildtrak được thiết kế với một trong những cá tính hầm hố, mạnh mẽ, thể thao, nội thất bọc da pha nỉ. Về những cái tính năng sử dụng thì được trang bị màn hình, camera lùi, điều hòa tự động hai vùng khí hậu, có ổ cắm USB, có ga tự động, có phanh khẩn cấp và rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích khác. Rất là nhiều tính năng nên các bạn muốn cảm nhận, trải nghiệm và lái thử xe, xin mời các bạn qua đại lý của chúng tôi để cảm nhận thực tế. Hoặc các bạn có thể liên hệ cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ các bạn mọi lúc, mọi nơi. Vâng, thưa bạn, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot mà Vua Xe có thể gửi đến quý vị và các bạn. Vì việc ấn đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí. Các bạn ấn đăng ký kênh để có quyền lợi chúng tôi cập nhật những giá cả, những cái thông tin thị trường chính xác và cập nhật mới nhất gửi đến quý vị và các bạn. Một lần nữa, Vua Xe xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.